giới thiệu vitamin C 1000mg với bioflavonoid androhid của Buitenzweig giúp bạn khỏe và vui hơn mỗi ngày. Nhờ vitamin C 1000 được chiết xuất từ tự nhiên giúp bổ sung 1000mg vitamin C mỗi ngày là cầu nối giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh để bạn khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Buitenzweig vitamin C được chiết xuất từ thành phần tự nhiên với bioflavonoid androhid. Đây là nguồn có hàm lượng vitamin C cao, có công dụng chính giúp cơ thể tăng cường khả năng chống oxy hóa, bổ sung vitamin C hỗ trợ ngăn chặn các bệnh về tim mạch, cân bằng tình trạng cholesterol trong máu, tăng khả năng thải độc trong cơ thể, giúp cơ thể chuyển hóa vật chất hiệu quả, tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp bạn ăn ngon hơn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn các bệnh thông thường như cúm, hạn chế các bệnh vết thâm mụn, bầm trên da khi va chạm nhẹ, các vấn đề về chảy máu niêm răng, ngăn ngừa viêm lợi, chảy máu chân răng, giúp tăng khả năng sản sinh collagen type 1, type 2 cho da và xương khỏe, làn da sáng hơn, xóa bỏ thâm mụn nhanh chóng. Đối tượng sử dụng là người thiếu vitamin C. Liều lượng sử dụng người lớn uống 1 viên mỗi ngày nên mỗi khi ăn. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Để mua sản phẩm vitamin C chính hãng của Buitenzweig, hãy vào website chính hãng www.buitenzweig.vn hoặc gọi theo số điện thoại 091 603 7788.